Mọi người biết ai không? Đây là người đẹp, má nuôi của em trai Nguyễn Khắc Huy. 65 tuổi mà nhìn như là 45 tuổi luôn đó nha. Đây là người đẹp không tuổi nha. Rất là tuyệt vời luôn. Sáng sớm là coi như Kim Thoa nằm trong phòng mà nghe hả? Trời ơi, đồ ăn thơm nức mũi luôn. Bây giờ đói bụng quá trời luôn nè. Rồi, nấu ăn tuyệt vời. Nấu ăn là tuyệt vời luôn. Bây giờ chờ người đẹp hả, dọn cho mình ăn sẵn dạ. Thời gian đó mình đi vòng vòng, mình tham quan nhà cửa. Quay cái lồng đèn này. Quý vị thấy không, ở Thi Kim Thoa qua đây á, thấy ở Cali nhà cửa rất là đẹp và sạch sẽ, gió mát không có một tí bụi nào luôn. Và xung quanh trồng toàn là cây kiển nè, rồi hoa, rồi rau cải, trái cây. Đây là hoa lồng đèn rất là đẹp. Hoa này ở bên Việt Nam mình như không có thấy đó. Hoa lồng đèn rất là đẹp luôn, nó như cái lồng đèn vậy đó. Hello. Dạ, em sẽ giới thiệu cho chị đi tham quan một số cái địa điểm ở đây nè. Chị thấy không, khu nhà của bà con ở đây hả, của mình hả, rất là đẹp luôn. Mà chị thấy không gian nó rất là thân mật và yên tĩnh, đúng không? Đường là sạch sẽ, đó, không có tí bụi luôn. Và giống như là người ta đi bộ tập thể dục gì đó. Sao mấy cụ lớn á sẽ đi bộ tập thể dục gì đó. Và chị quay ra khuôn mặt cảnh bên đây chị coi, quá trời yên tĩnh không, đẹp không, rất là thích luôn, đúng không? Thích quá. Đó. Rồi ở đây là một cái vườn hoa nhà của má nè, ở bên đây trồng hoa rất là đẹp, đặc biệt là cái vùng đất này á, cái đất này á, trời ơi, nó tốt dữ lắm luôn, mà không biết sao nó có rất là nhiều cái dinh dưỡng á, cho cây á, trồng tốt kinh khủng khiếp luôn. Nè quý vị thấy không, hoa quá trời đẹp luôn nè. Giờ Kim Thoa không có cần quay Kim Thoa nữa, quay hoài chán lắm. Kim Thoa giờ sẽ quay hoa, rồi. Quay cảnh nha. Nè chị coi nè, nhà là cũng có cái trời ơi, đường nè, đường xá coi sạch sẽ quá trời luôn nè. Không có một kìa tiếng. Xương rồng nữa kìa. Đó, ở ngoài này nè, đó, ở ngoài này nè, mấy cái cây nhà Việt này. Nam mà chưa có trồng được y chang gì luôn nha. Mà công nhận thật sự cái không khí nó rất là mát ha. Ừ. Mà gió se lạnh lạnh. Thích ghê á. Đây nè, qua đây nè, mấy cái cây này nè. Rất là đẹp, chị quay đi, có mấy cái trái nữa kìa. Ừ. Nè, 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 cái quýt nè. Wow. Nè, quý vị thấy nè. Không? Đó. Cái quýt nè, tốt quá trời. Ồ, luôn, trái quá trời. Trái quá trời luôn á, thích ha. Còn đây nè, cây này hình như làm cây hoa gì đó, rất là đẹp luôn mà. Màu... Nó giống lá dứa quá ha. Màu tím đẹp lắm chị ơi. À. Mà đủ màu luôn. Nè, còn cây nha đam nè, cây nha đam bên biển. Trời ơi, nè, nó. Thôi. Tại ở dưới này là nó bự hơn nữa mà cắt ăn bớt rồi đó. Quý vị ơi, không khác gì Việt Nam luôn. Đúng mà rồi. Còn đẹp hơn nữa. Tốt hơn nữa. Yeah, đó. Ê, có cây xả nữa nè, thấy không? Cây xả này. Đó, có bụi xả nữa kìa đó. Việt Nam nhiều nhà chưa có được bụi xả nha. Nè, đặc biệt là cây nè, cây cải. Trời ơi, cải gì Quy? Cây cải này à, em quên cái tên này, cây cải gì ta? Để hỏi má. Ôi, cải này nghe nói là hả luộc hết xào ăn là tuyệt vời luôn á. À, đây là cây cải làng. Cây cải làng có tên rồi, cây cải làng. Mà chị biết không, nè nó mọc á, một lá thôi mình xào ăn rất là ngon luôn. Trời ơi, mình xào với dầu hả, một tí để chút một chút tôm vô, trời ơi. Mà trồng tự nhiên nha quý vị, nè, không thuốc không gì nha. Rau diếp cá này nha, đây, cái này là rau thơm nha, bà con rau húng lủi nè ha. Đó, thấy không? Còn cây này... Cái này cây gì Quy? Hả? Cây này là cây vải. À. Cây nhãn. Ôi, cây nhãn, cây này nhãn. Chưa có trái nha quý vị, nhưng mà rất là tốt. Đu đủ nữa nè. Rồi xong rồi cây, đây là lá lốt. Lá lốt luôn kìa, ghê chưa? Còn đó, cây này nè, đó. Đó, quý vị thấy cây cải không? Cây cải cao bằng muốn bằng em Khắc Huy luôn rồi. Cái kia là má nói mãng cầu gì? Đâu, cái mãng cầu Ấn Độ, mãng cầu Mễ. À, mãng cầu Mễ, đó, quý vị thấy là có chưa? Cái ớt nè, cái ớt này cay xé gió luôn. Ớt luôn kìa, đó, đầy đủ hết luôn. Đây, qua đây. Còn quý vị chưa đâu nha, còn cây hấp dẫn nữa nè. Đây, quay, cây táo tàu. Đó, quý vị thấy gì không? Táo tàu kìa. Trái sum xê luôn. Trời ơi, trái chín nữa kìa, ngồi bẻ trái chín nè. Ngon lắm. Đây, ngồi mình bẻ trái chín nè. Ngồi ăn cắp. Rồi. Ăn trộm. Đây nè, em sẽ giới thiệu với chị nha. Ở bên đây má chồng, đặc biệt là má chồng rất là nhiều loại hoa. Ôi, xương rồng nữa quý vị. Cái nhãn này quý vị ơi. Đó, quý vị thấy không? Nhãn trái quá trời luôn nè. Mà em nói thiệt với chị, cái trái nó ngon không thể tưởng tượng. Cái da nó dày, ôi là dày luôn. Cái thịt á, rất là ngon mà ngọt không thể tưởng tượng. Em nói thiệt, chưa có từng ăn cây nhãn nào ngon như cây nhãn này. Bên Mỹ trồng đồ tốt thiệt luôn. Đây, quý vị thấy cây gì không? Ôi, cây hồng nè.
ăn hoài mà nay lần đầu tiên Kim Thoa mới gặp cái hồng. Mà đặc biệt nha, cái hồng này không phải nhà má trồng, nhà bên kia, mà nó qua bên đây. Ở bên Mỹ này được cái gì nè, cây qua bên nhà ai rồi bên đó ăn. Ngon ta. À, mà dễ thương gì đó, người dân của Mỹ ở bên Việt Nam, bên Mỹ này sẽ chia cho nhau rất là nhiều thứ. Cây qua bên đây là không bao giờ nói gì hết nha, cho ăn miễn phí. Vui ha. Nè cây ổi nè, quý vị thấy không? Ôi, còn cây ổi này thì không thể tưởng tượng. Cái trái này em ăn rồi nó rất là ngon, hơn ổi xá lị bên Việt Nam mình nữa. Trời ơi, ở đây là không có thuốc men gì luôn. Không có thuốc gì. Men, không có thuốc men. Tốt gì đó. Đó, xong nè, đặc biệt, đây. Trời ơi, cái gì thấy gì không? Lá mồng tơi nè, cây mồng tơi mà nó tốt gì nè. Cái mồng tơi mà nó tốt, nó bự như vậy nè. Khủng khiếp chưa? Trời ơi. À, trời. Cái này mà nấu canh cua hoặc là tôm ha. Trời ơi, cái gì? Người ta nói là cái gì nấu với ruột bầu nè. Cái đó là rau tôm, rau với ruột rau bầu. Tôm nó nấu với ruột bầu bây giờ. Nấu rau tôm mà nấu với cái gì ta? Mồng tơi. Mồng tơi thì trời ơi. Mình dở mộng luôn. Ừ, ngon quá tuyệt vời. Cái lá mồng tơi nó to nè quý vị. Chị Kim Thoa hôm qua lần đầu tiên mới thấy luôn. Chị Kim Thoa nói má ơi, má có thể nào cho con cái giống đem về Việt Nam trồng được không? Mà thật sự nếu mà chị trồng bên Việt Nam nó cũng không có tốt được như vậy. Đúng được rồi trời ơi. Rồi còn đây là cây mãng cầu má mới trồng nè, mà thấy không, đã đang có bông luôn á. Đó, đây là mùa đầu tiên đó. Quá trời quá đất luôn, thích quá. Đây quá nhà, đây là nhà hàng xóm nha quý vị. Nè quý vị ơi, coi nè, cây bưởi. Trời ơi, bưởi mà trái bưởi cái xâm xê luôn. Còn cây hồng này nè, cây hồng nữa kìa. Trời luôn, trái đó. Đó, cây hồng trái quá. Sắp sửa là có ăn. Sắp chín rồi. Quá trời luôn. Đó, rồi bây giờ ha, một lát nữa đó thì mình sẽ ra Phước Lộc Thọ. Em sẽ chỉ và hướng dẫn cho chị để cho chị biết từng nơi ở Santa Ana này và đặc biệt cái khu Phước Lộc Thọ. Nếu mà người Việt nào bên Việt Nam qua đây du lịch mà không biết Phước Lộc Thọ, có nghĩa là chưa đi đúng chỗ đó. Phước Lộc Thọ rất là đẹp như Việt Nam mình, như chợ Bến Thành của mình luôn. Và hẹn gặp lại nha. I love you. Bye bye, bye bye mọi người nha. Thích quá đi.